Hey, everybody, it's my family, my wife, and I don't know. Cháu của mình đó. Nè, thấy không? Cười cay. Ai à? Cười cay. Ăn gì à? Cho ăn miếng này. Đó, mấy đứa nhỏ đang chơi chơi trò chơi. Xong xuống chơi đi. Bé đó đó. Xuống chơi nè. Rồi, quá trình đồ chơi luôn. Wow, stealing. So among us. Yep. I put it on the floor. Cái con số ra up à? Ý nghĩa anh? You see? Hôm nay biết cái này. Ồ. À, English poor. Cái gì vậy? Sao bỏ con hú đã? Con lý cái hả? Con lý cái hả? Xin hợp lót lé cả mẹ đé rồi. Có cái đồng tiền sâu ghê ạ. À. Cho tôi cái đồng tiền ở đây. Giận quá. Còn đây là tôm rim.
cơm trắng ăn với tôm rim. Đây, cơm trắng, món quen thuộc của người Aisa. Đây là cà ri. Cà ri gì chút? Cà ri trù. Cà ri trù các chị. Đây, tôm rim. Rồi, còn đây là món súp. Súp súp gì đây? Súp Bắc Kinh chắc. Ăn nghe chua chua. Ngon lắm á. Có một gà nè. Hấp dẫn ha. Còn đây là món chè đậu. Chè đậu đậu gì đây? Đậu gì hay? Chè đậu gì? Đậu trắng. Đậu trắng. Lá dứa. Ngon á, nghe mùi thơm quá. Đây nước dừa nha. Bỏ vô. Hấp dẫn. Món đi xa. Đấy.